Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, chưa bao giờ chúng ta thấy các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ diễn ra sôi động như hiện nay. Các công nghệ mới trong mọi lĩnh vực liên tục được ra mắt, đem lại tiện ích cho con người. Các triển lãm, hội chợ công nghệ cũng thường xuyên được tổ chức để giới thiệu các xu hướng công nghệ mới nhất. Và mới đây, Hội chợ công nghệ tiêu dùng quốc tế IFA lần thứ 99 đã được tổ chức tại Berlin, Đức với quy mô lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Từ các thiết bị âm thanh chạy bằng năng lượng mặt trời, robot hình người đến đồ chơi điện tử và nhà thông minh tiết kiệm năng lượng cho thấy xu hướng công nghệ thân thiện môi trường và mang tính đột phá. Chủ đề bền vững được coi là một trong những điểm nhấn chính của hội chợ năm nay. Các doanh nghiệp đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm có thể thúc đẩy thế giới hướng tới một cuộc sống bền vững hơn. Từ các thiết bị gia dụng mới nhất được làm bằng vật liệu có thể tái chế, công nghệ tiết kiệm năng lượng, cho tới các sản phẩm công nghệ cao dựa trên ý tưởng của nền kinh tế tuần hoàn. Một trong những sản phẩm nổi bật nhất là loa và tai nghe của công ty Urbanista Thụy Điển. Loa này sử dụng pin năng lượng mặt trời có dạng lá thế hệ mới nhất. Đây là loa Urbanista Malibu, loa hoạt động ngoài trời đầu tiên trên thế giới sử dụng pin năng lượng Powerfoil. Pin mặt trời này là phần màu đen mà bạn nhìn thấy ở trên cùng. Điểm khác biệt giữa pin dạng lá và pin mặt trời bình thường khác ở chỗ nó có thể sạc mọi lúc, cả trong ánh sáng trong nhà và ngoài trời. Về cơ bản, đây là pin mặt trời thế hệ mới nhất được sử dụng trên các sản phẩm này. Loa Malibu có hình dáng khác biệt rất nhiều so với loa Bluetooth hình trụ khác có trên thị trường. Bên trong loa chứa một cặp trình điều khiển loa 2,5 inch giúp tiết kiệm điện hơn. Bên cạnh đó, robot AI nổi tiếng Desdemona, còn được gọi là Desi, cũng đang thể hiện khả năng tuyệt vời của mình để thu hút sự chú ý của du khách. Robot hình người được Hanson Robotics tạo ra để sử dụng trong chăm sóc sức khỏe và được Gaia Lab sử dụng với tư cách là ca sĩ chính của một ban nhạc gia. Desi ban đầu được thiết kế như một cỗ máy chăm bệnh nhân trong bệnh viện. Sau đó, cô được tái sử dụng như một nghệ sĩ nhạc gia ngẫu hứng của ban nhạc. Và sau đó cô ấy đến với chúng tôi với ý tưởng tạo ra một người nổi tiếng về AI. Hội chợ còn giới thiệu nhiều thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, trong đó có loại robot hút bụi mới với cây lau nhà có thể mở rộng. IFA là hội chợ triển lãm điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng lớn nhất châu Âu, được tổ chức thường niên tại Berlin, Đức. IFA được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924. Cho đến nay, nó là một trong những hội chợ thương mại toàn cầu có tuổi đời lâu nhất. Đây là nơi quy tụ những sản phẩm điện tử tiêu dùng và đồ gia dụng mới nhất mà họ đang và sẽ thương mại hóa trong tương lai gần. Qua đó cho chúng ta thấy được cái nhìn rõ nét nhất về các thiết bị hiện đại trong tương lai, bao trùm mọi ngành hàng, từ thiết bị di động, xe, thiết bị nghe nhìn tới đồ gia dụng. Những công nghệ tưởng như phức tạp và xa vời, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn khi được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong cuộc sống và trở thành một yếu tố then chốt, tạo nên những bước đột phá cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Từ công nghệ trợ giúp người đột quỵ đến cánh tay giả có cảm biến, tất cả đều nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh và đem lại sự thuận tiện nhất cho các bệnh nhân. Nhờ tiến bộ mới trong giải mã tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, người bị liệt và không thể nói do đột quỵ, giờ đây có thể phục hồi giao tiếp. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature do Phòng Thí nghiệm Trang, Đại học California và Berkeley thực hiện. Nghiên cứu mới được thực hiện với bệnh nhân 30 tuổi, không may bị đột quỵ khiến não tổn thương. Cô Ann Johnson mất khả năng nói chuyện và cử động cánh tay. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra giải pháp kết nối não với máy tính để giải mã suy nghĩ của cô bằng cách hiển thị lời nói và nét mặt của cô trên màn hình máy tính. Nó gần giống như một loại thanh quản kỹ thuật số. Nó thay thế chức năng đã bị mất và nó là cầu nối kết nối từ não đến lời nói, sử dụng các tín hiệu thần kinh tương ứng với chuyển động của cơ hoặc chuyển động của thanh quản. Đầu tiên, họ dùng các điện cực được cấy vào não để nhận tín hiệu tương ứng với chuyển động của môi, lưỡi và đường hô hấp. Một cổng được cấy trên đầu để truyền các tín hiệu đó vào một máy tính được lập trình bằng trí tuệ nhân tạo. Máy tính nhận tín hiệu, giải mã thành văn bản, lời nói và hoạt ảnh được thể hiện trên màn hình. Các nghiên cứu cho biết phải mất nhiều công sức để tìm cách kết nối não với đường âm thanh và chuyển động cơ có thể bị cắt đứt do cơn đột quỵ trước đó. Thiết bị ghi thần kinh được đặt trên bề mặt não của An. Những tín hiệu được ghi từ não của cô ấy, sau đó được gửi đến bệ gắn trên đầu hộp sọ, rồi đến máy tính, nơi mô hình AI chuyển đổi thần kinh.
tín hiệu được chuyển thành văn bản và giải mã, tổng hợp thành giọng nói và hoạt ảnh trên khuôn mặt đại diện. Sau đó những kết quả đầu ra sẽ được hiển thị cho cả cô ấy và bất kỳ ai đang xem. Quá trình này sẽ cho phép An nói bằng cách sử dụng bộ phận giả thần kinh. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên lời nói và nét mặt được giải mã từ tín hiệu não. Kết quả là một sự cải tiến vượt bậc so với bảng chữ cái của Johnson mà cô thường sử dụng để giao tiếp. Nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục cải thiện độ chính xác của sản phẩm và tin rằng họ có thể biến nó trở thành một giải pháp khả thi về mặt lâm sàng. Bên cạnh đó, nhóm cũng hy vọng sẽ phát triển sản phẩm rộng rãi nhờ cách thu nhỏ kích thước của máy chạy các mô hình giải mã AI và sử dụng kết nối không dây. Cô gái người Đức tên là Dominika Frey là một trong những người đầu tiên ở Đức nhận được cánh tay sinh học in 3D đầu tiên được phê duyệt về mặt y tế trên thế giới. Nhờ đó, bệnh nhân có thể thực hiện những chuyển động phức tạp dựa vào các cảm biến, phát hiện các cơn co thắt bên dưới và khuếch đại chúng để tạo ra cử động tay. Một thứ trước đây có giá hàng chục nghìn euro, giờ đây đã được Bảo hiểm Y tế Nhà nước chi trả nhờ chi phí in 3D thấp hơn. Chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản và vặn nút, cô có thể thực hiện những động tác của cánh tay giả như những người bình thường khác. Cảm giác như tôi chưa bao giờ thiếu cánh tay. Tôi không thể tưởng tượng nổi, đến một ngày tôi sẽ làm việc được với cả hai tay. Thật tuyệt vời. Sinh ra không có cánh tay trái, cô gái 25 tuổi phải vật lộn với những chiếc tay giả cũ mà cô cho rằng nó cồng kềnh hơn và bị hạn chế về chức năng. Với cánh tay 3D này, cô có thể vận động dễ dàng giống như tay thật. Không chỉ giúp điều trị bệnh, các công nghệ mới còn có thể phát huy chức năng bầu bạn và chăm sóc sức khỏe cho những người khuyết tật. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich đang phát triển một robot 4 chân có thể thay thế những chú chó dẫn đường đáng tin cậy dành cho người khiếm thị. Chó robot được cho là có chi phí rẻ hơn so với những chú chó dẫn đường thông thường. Nhóm nghiên cứu sử dụng một chú chó robot có bán trên thị trường để kiểm tra khả năng phát triển cảm biến và phần mềm nhằm cho phép nó điều hướng trong thế giới thực và giữ an toàn cho người khiếm thị. Không giống như một con chó dẫn đường thực sự cần phải huấn luyện trong thời gian dài và tốn kém, chó robot có thể sử dụng ngay lập tức với những tính năng không thua kém một chú chó thật. Chi phí thực tế để mua một chú chó robot đã ngang bằng với chi phí mua một con chó dẫn đường thực sự. Và trong tương lai, nó sẽ có giá trị thấp hơn nhiều khi sản lượng tăng lên. Chó robot được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong môi trường mà nó chưa từng thấy trước đây. Nó có thể tạo ra một bản đồ ngay tại chỗ và sau đó có thể quyết định đâu là con đường tốt nhất để tiếp cận mục tiêu. Đồng thời, nó có thể tránh người qua đường hoặc một số chướng ngại vật khác xuất hiện bất ngờ. Công nghệ này dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ camera và LiDAR để tạo ra bản đồ độ sâu chính xác của khu vực xung quanh, cho phép thuật toán tính toán lộ trình. Nhóm nghiên cứu cho biết, robot có thể có nhiều ứng dụng ngoài vai trò dẫn đường. Trong dự án cụ thể này, tôi thực sự thấy tiềm năng của một sản phẩm phụ và công nghệ chúng tôi đang sử dụng không chỉ dành cho người mù mà còn có thể được sử dụng trong các tình huống ứng dụng khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể có xe tự hành, robot giúp đỡ người già, robot phát hiện ma túy, robot kiểm tra đường dây điện. Vì vậy, tôi nghĩ rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng trong các loại ứng dụng khác nhau. Tiềm năng là rất lớn. Trong lĩnh vực thực phẩm, công nghệ gắn chip giờ đây đã được sử dụng để giúp truy xuất nguồn gốc các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu. Phô mai Parmesan là sản phẩm nổi tiếng của Italia. Nhưng những sản phẩm phô mai giả vẫn đang tràn lan trên thị trường. Các nhà sản xuất phô mai Parmesan đã đưa ra biện pháp chống lại hàng giả bằng cách gắn chip có kích thước bằng hạt muối lên trên lớp vỏ của bánh phô mai. Tập đoàn Parmigiano Reggiano, quản lý ngành sản xuất những bánh phô mai Parmesan khổng lồ của Italia, đang thử nghiệm công nghệ mới này bằng cách áp dụng mã QR làm bằng casein 1, chế phẩm từ sữa vào lớp vỏ bánh. Bên trong mã QR được tạo ra bởi nhiều lớp casein, protein của sữa. Các nhà sản xuất đặt một vi mạch không ăn được, chứa tất cả các dữ liệu truy xuất nguồn gốc của chiếc bánh phô mai.
Các con chip sẽ cho phép và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, là công cụ đảm bảo tính nguyên gốc của tất cả các loại phô mai Parmesan được sản xuất. Khi một bánh phô mai được ra đời sẽ có một chấm casein như thế này, dán vào lớp vỏ ngoài của bánh, có mã QR và mã chữ số, cho phép trong trường hợp cần truy xuất nguồn gốc đầy đủ sau 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm trước khi nó được xử lý và phân chia. Phô mai Parmesan là một trong những loại phô mai bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. Theo Hiệp hội các nông dân Italia, phô mai Parmesan giả đem lại khoản lợi nhuận 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho những kẻ làm giả. Trong khi đó, cả ngành sản xuất Parmesan chính hãng của Italia cũng chỉ thu được lợi nhuận 2,5 tỷ đô la Mỹ. Động thái của tập đoàn Parmigiano Reggiano nhằm mục đích chống lại hàng giá rẻ hơn, không đáp ứng yêu cầu, từ đó bảo vệ loại phô mai nổi tiếng được sản xuất ở vùng Emilia-Romagna. Cuộc thử nghiệm công nghệ mới này đã được thực hiện trên khoảng 120.000 bánh phô mai. Người tiêu dùng hiện có thể truy xuất nguồn gốc nhờ có con chip, giống như thẻ ID có mã chữ và mã số, bao gồm dữ liệu về địa điểm, tháng và năm sản xuất. Với những lợi ích to lớn trong mọi lĩnh vực, công nghệ đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Các nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực để phát huy hơn nữa tiềm năng của công nghệ, tạo ra các sản phẩm công nghệ mới ngày càng hiện đại hơn, tiện ích hơn, đồng thời cũng hướng tới sự bền vững và thân thiện hơn với môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Nhìn ra Thế giới hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.